Hello với tất cả anh em trở lại với kênh của mình nha. Mình là DB Gaming và chúc tất cả em một ngày vui vẻ. Nếu thấy video này hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào cái chuông để nhận thông báo video của mình nhé. Quan trọng là những cái thông báo video mình ra phải có thông báo về điện thoại anh em, thì anh em phải ấn vào cái chuông nha anh em. Được rồi, thì hôm nay là mình sẽ làm một cái review về sự kiện diệt virus Corona nCoV-19. Thì Game Ngọc Dầu hôm nay đã theo một cái gọi gì nhỉ, là một cái đại dịch, nói chung là một cái đại dịch đã ra mắt cái con bot mới, đó là con bot virus corona. Con bot này thì nó được ra mắt bởi cái dịch 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 này anh em ạ. Thì mình nhớ không nhớ không nhầm là trước đây đã từng có một cái sự kiện, đó là con rồng Pika đấy anh em ạ. Con rồng Pika thì cũng là một cái dòng sự kiện trên mạng xã hội thôi, nhưng mà nó đã được cập nhật vào game. Lần này thì là con virus này ở ngoài đời, nó khiến bao nhiêu người đau khổ các thứ rồi, nên ra là anh em cũng phải phòng chống nha anh em. Chú ý rửa tay trước khi xem video, hay là chưa rửa tay thì quay ra rửa tay rồi xem video nha anh em. Cầm điện thoại ít thôi, điện thoại nhiều virus lắm, thỉnh thoảng mang điện thoại ngâm nước cũng được cho nó sạch, mà nhớ ngâm vào xà phòng nhá, rửa nước không sạch đâu, rửa xà phòng ấy. Mình nói chơi vậy thôi. Hôm nay mình sẽ làm một cái video review về sự kiện diệt virus. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng vào trong diễn đàn. Đây mình cùng hình ảnh lên vậy cho anh em xem luôn. Đấy. Thông báo sự kiện diệt virus chào cư dân. Thế giới Ngọc Rồng đang bị những người virus xâm chiếm lây bệnh. Các cư dân hãy cảnh giác và chung tay ngăn chặn chúng nhé. Thời gian từ 17h30 ngày 9 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 2020. Uầy. Từ mùng 9 tháng 4 đến hết 30. 30 tháng 4. 30 tháng 4 là ngày gì anh em? Anh em biết 3 ngày 30 tháng 4 là gì thì comment ở phía dưới nhá. Để xem anh em biết ngày 30 tháng 4 là ngày gì không. Đấy. Thì nội dung là bot virus sẽ xuất hiện ở các nơi từ 3 người trở lên. Khi bị virus đánh trúng mà không mang khẩu trang avatar hoặc khẩu trang trắng, tức là sẽ có một cái gọi là avatar khẩu trang và một cái avatar một cái khẩu trang, một cái khẩu trang và một cái avatar khẩu trang. Ok, đấy. Sẽ bị trúng virus trong 5 phút. Khi bạn bị nhiễm virus, đánh quái sẽ bị giảm phần trăm sức đánh và sẽ có thể lây cho những người đứng cạnh nếu bản thân và người kia đều không có khẩu trang. Đó, tức là có thể bị lây bệnh anh em, tức là anh em bị bệnh nhưng có thể lây cho người khác đó. Nên ra là anh em ra ngoài đường nhớ phải đeo khẩu trang nhá. Thứ nhất là bảo vệ mình, thứ hai là bảo vệ người thân trong gia đình mình, và thứ ba là bảo vệ cả cộng đồng. Chung tay diệt virus. Hết 5 phút có tỷ lệ tử vong là 5,7%. Ui, nó có cả vụ tỷ lệ tử vong, tức là hết 5 phút thì anh em có nguy cơ bị tử vong, giống như là cái lọ nước thần của ông của con gì nhỉ? Đánh Bocolo ấy, đại ma vương Bocolo ấy đấy. Không áp dụng cho võ đài, trong võ đài. Ok, tuy nhiên nếu bạn hạ được virus sẽ có cơ hội nhận được ngọc xanh và lệ có nhận được phiếu giảm giá. Ui, tức là khi anh em đánh xong con virus này sẽ được rất là nhiều ngọc xanh và có thể tỷ lệ rơi ra phiếu giảm giá, phê chưa? Chung tay tiêu diệt virus là cho anh em ơi. Trong thời gian Santa có bán khẩu trang và Udon bán avatar đeo khẩu trang, tùy vào túi tiền của các cư dân có thể lựa chọn phù hợp, vì dùng một trong hai cũng tính là đang khẩu trang nha anh em, đang mang khẩu trang. Tức là mình có thể mình mua avatar khẩu trang để cho cái mặt mình có cái hình khẩu trang đẹp hơn, hoặc là mình có thể chỉ có mua khẩu trang bình thường mình sử dụng thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cùng vào game review. Ok, hãy luôn cẩn thận và giữ gìn sức khỏe để phòng ngừa dịch nhé, bệnh nhé. Ok, phòng của chị. Xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng vào trải nghiệm thôi anh em ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua đâu nhỉ? Sẽ đi ra ngoài làng xem có ông nào dính virus không nào. Chưa thấy anh em nào đeo khẩu trang, không biết là... Ủa rồi, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Virus BM thưởng 10 triệu. Ui. Virus giờ đắt giá anh em ạ, đắt sâu ấy. Mình chưa biết hình hài con virus nó như nào, thì mình mới được xem ảnh ở trên trên fanpage của Ngọc Rồng thôi, thì nó có cái hình ảnh con virus đây cũng khá là nghi sầu sầu nghi nghi sầu, nói chung là khá là chết chóc. Đây, bây giờ mình sẽ ra chỗ thằng Uron trước xem nào, độc hàng hàng độc. Đây, avatar đeo khẩu trang 70 ngọc cộng 15% HP, 15% sức là 30 giây ở hồi, ở đây hồi này. 15% sức đánh này, hạn sử dụng 7 ngày, bạn 7 ngày với 70 ngọc. Wow. Tắt kinh khủng. Ui, mình nhiễm virus rồi anh em ơi. mình bị nhiễm virus rồi. Ok, không sao. Thì
Bây giờ mình sẽ cùng qua bên đảo Kame gặp Santa để xem là cái khẩu trang phường nó như nào, xem nó bán như nào. Má mình nhiễm virus rồi anh em ơi, cần bị loại bỏ rồi anh em ạ. Bắn bỏ, không biết tia 4 phút sẽ có chết không. Tỷ lệ tử vong có 5,7% thôi, quá thấp. Ok, bây giờ cửa hàng này. Đây khẩu trang đây rồi. Khẩu trang tấn công 10% khi đánh quái cộng 5% kinh nghiệm khi đánh quái, hiệu lực trong 30 phút, không thể giao dịch. Mua luôn này. Thì cái này là nó có đúng 30 phút thôi anh em ạ. Tức là dùng khá là tốn, 2 ngọc với 30 phút. Mình đeo vào nha anh em. Bao giờ mình đeo khẩu trang mà vẫn bị dính virus này. Tức là mình bị dính virus trước khi đeo khẩu trang, nên ra là anh em ra ngoài đường nếu là đeo khẩu trang trước khi là bị dính virus anh em nhá. Dính virus rồi đeo khẩu trang thì cũng chỉ là một phần cách ly thôi, còn mà dính rồi là phải chữa đấy, bị cách ly đấy. Nên ra là cứ phòng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chứ đừng để bệnh rồi mới chữa thì khổ lắm. Được rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng đi tìm virus corona để đánh xem nó có gì không nha anh em nhá. Không biết là virus corona thì nó thường xuất hiện ở đâu. Thì nó thường nói là ba người, cái map là ba người trở lên thì mình thấy là hình như là để mình qua lại là siêu thị anh em ạ. Siêu thị thì thường dễ gặp hơn. Mình nghĩ là vậy thôi chứ mình cũng không biết được nữa. Siêu thị Corona AD cho ra mắt con virus à anh em. Bây giờ hỏi vãi cả đái, nhưng em không biết cái gì luôn, không biết sự kiện đang xảy ra, không biết cái gì đang xảy ra luôn đấy. Nghĩ có toang không đấy, tao bị virus. Tôi cũng bị virus đâu vậy, tao cũng bị virus. Còn 2 phút đấy, bây giờ mình sẽ đổi khu đây anh em, xem nào. Khu nhiều người này thì mình sẽ vào khu là ba người thôi anh em ạ. Là được chưa nhá, để anh xem nó có ra không. Chắc mình nghĩ là con hình con virus cũng chỉ giống như cái hình này thôi đấy. Còn 14 giây em ơi, còn 14 giây nữa là xem mình có nguy cơ bị làm sao không anh em nhá. 14 giây này, 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ui rồi. Chúc mừng, anh TP không bị tử vong. Vâng. 5,7% tỷ lệ tử vong thì cũng tỷ lệ cực kỳ thấp, nên ra là cũng không có khả năng bị die đâu anh em ạ. Virus 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 virus. Ôi chết rồi. Virus virus virus. Đâu rồi? Đây virus anh em ơi, bẹp nhá, bẹp nó đây. Lạc ơi, lạc ơi, lạc ơi. Mẹ biết khỉ đem nó rồi, biết khỉ đem mà. Virus Corolla. Ui, ngọc xanh, ngọc xanh, ngọc xanh. Ôi, không phải của mình anh em ơi. Vai. Nhiều ngọc xanh vai, thề luôn, nhiều ngọc xanh vai. Wow. Nhờ ngọc xanh vãi. Ok game thì mình đã tìm được con virus corona nhưng mà mình ban không được. Thì tức là ai ban cuối chết hay sao thì mình cũng chả rõ lắm, nhưng mà mình sẽ kết thúc clip vào đây. Nếu anh em thấy video hay đừng quên để lại một like đăng ký kênh. Thì video sau mình sẽ cố gắng làm những cái video đi săn về con virus này. Thì mình thấy là săn virus này cũng khá là phê, đầu nhiều ngọc lắm anh em ạ. Nói chung là tỷ lệ rơi phiếu phẩm giá nó cũng thấp thôi, không cao đâu. Đừng mong chờ gì nhiều chuyện có phiếu phẩm giá nha anh em. AD tính cả rồi. Bye bye, về cho những video sau.